có xin kính chào ông bà cô chú anh chị em trong và ngoài nước đang xem bộ phim Đồng Hoang. Hôm nay có thể đưa anh chị con về Bình Dương. Chị ơi. Hôm nay mình về Bình Dương lại đây. Quay đây. Kinh của anh em mình là kinh gì? Thanh Tùng Vlog 47. Nếu anh em cô bác anh chị rồi có xem thì ủng hộ anh em mình, nhớ vừa xem và chia sẻ, đăng ký kinh và chia sẻ. Vậy nhưng một lúc đợi. Quay bên kia. Chào cả nhà đi Long. Dạ. Chào cả nhà. Cả nhà. Con chào ba mẹ. Chị của mình đang lên với lại ba mẹ mình. Cả chị gái thứ ba của mình đang lên các bạn ơi. Đây, đâu? Đang lên cục chèo mình đây. Rồi, quay. Quay vỗ kìa. Chào nhà đây anh. Quay kìa. Quay kìa. Cái này mình đi lại là xe là sao? Cái kéo ha. Rồi, đứng ở góc kia quay lại kìa. Đây, mình đang tiến tới chỗ mẹ mình với lại chị gái mình đây. Chào cả nhà đi. Má. Chào cả nhà đi chứ. Chào cả nhà mày. Đâu còn chị Mai đâu rồi? Chị mày đưa ra đâu cũng biết. Thế đi trong nhà. Trời. Mình chút cái nó. Nó đã tới đâu? Thì ra ra trước đi rồi nó tới đó nó anh. Mình đứng đây chờ nó ra. Thôi giờ chứ nó cổ ra mà ổng chặt đi để gì. Để à, bạn ăn được trái mà. Không phải trái chứ mày. Mày trái mà con hôm bữa nó mua một chị mà không bán. Không đi sồi chịu rồi. À. Bây giờ mình tiến ra chỗ ba mình với lại các anh em đang đứng ngoài đó nha các bạn, để chuẩn bị tiễn ông anh rể với lại hai bà chị gái với lại một thằng cháu của mình lên đường lên Bình Dương về nhà ở Đắk Lắk này 2 ngày rồi các bạn ơi. Chào nhà đi. Tối quay rõ hơn ban ngày á nha.